Nhân kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh, sáng nay đồng chí Lê Hữu Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Ninh Bình đã đến thăm, tặng quà người có công với cách mạng ở phường Thanh Bình. Đoàn đã tới thăm, động viên và tặng quà thương binh Nguyễn Văn Việt ở phố Thanh Sơn, phường Thanh Bình, nhập ngũ năm 1970 tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Ngãi, quân khu 5. Đến năm 1975, ông bị thương nặng với tỷ lệ giám định thương tật 81%. Mặc dù mất đi khả năng lao động, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, nhưng ông luôn giữ vững tinh thần lạc quan, yêu đời của người lính bộ đội Cụ Hồ, luôn luôn động viên vợ và các con xây dựng cuộc sống gia đình ấm no hạnh phúc. Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Hữu Quý cùng đoàn bày tỏ sự biết ơn về những đóng góp hy sinh của ông cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng chí khẳng định, kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh cũng là dịp để mỗi người dân cùng ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của tỉnh nhà, tri ân với những cống hiến hy sinh của các bậc cha ông đi trước và các thương bệnh binh đã không tiếc máu xương vì nền độc lập tự do của dân tộc, vì sự phát triển của tỉnh. Đồng thời mong muốn thương binh Nguyễn Văn Việt giữ gìn sức khỏe, tiếp tục động viên gia đình con cháu vươn lên trong học tập, lao động, tham gia các phong trào ở địa phương, góp phần vào sự phát triển đi lên của quê hương.